các bạn đến với kênh của Ruby nhá. Đây là con chó con này. Còn đây là con chó mạ màu đen. Đây là con chó đực màu vàng. Nó đang kiếm ăn đấy. Nó kiếm một cục xương nó nhai rồi. Đây là hai con chó nhé, hai con chó hàng xóm chơi với nhau. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ video giúp mình với nhé.